đánh đuổi bọn tham tàn, đã một lòng chỉ bất dân quân thì ta đâu ngại chuyện tham sanh quý tờ. Nếu sức quân đối đầu cùng giặc dữ, đại việt lâm vào hoàn cảnh diệt vong. Vậy chúng ta phải làm sao? Án binh bất động. Án binh bất động. Phải. Án binh bất động. Đợi quân của triều đình nội công ngoại kích. Như vậy có nghĩa là hiện nay quân Nhật tổng binh hùng tướng mạnh, còn ta sức yếu thế vô. Ta lợi dụng địa thế hiểm trở của nước Nam bằng mọi cách ngăn chiến thuyền giặc hỏng, trận phòng thủ dạng xuân như nguyệt.